chào tất cả các bạn. Mình là Hoàng Công Thiên, mình là giám đốc của sư doanh nghiệp xe máy Hoàng Thiên. Qua đây là mình sẽ giới thiệu với các bạn là mình bán hiện tại mình đang đứng ở khu vực để một số xe SH nhé. Để các bạn mình sẽ giới thiệu các bạn một số xe SH. Ở đây là chiếc xe SH đời 2017-2018, còn một số xe là rất nhiều anh em rất là thích. Đây, hiện tại này em quay các bạn rất là nhiều. Hiện tại là ở đây những chiếc xe này là nó có đích cho mình là người chọn xe. Thì mình sẽ lên video để quảng cáo rồi là có giới thiệu các bạn một số các bạn nhiều bạn không biết đến nhà mình bán xe. Thế thì mình sẽ giới thiệu. Đây là một số xe mà hiện tại đã thị trường đang rất là cần. Từ nay đến tới cuối năm rất là nhiều người có nhu cầu mua. Thế thì các bạn hãy yên tâm. Những chiếc xe này của mình đây là mình trực tiếp mình người chọn. Chọn lựa những xe nào chính chủ đạt các tiêu chuẩn thì mình mới mua nhá. Đây là lần khu vực đây là những dòng 2017-2018 này, xa cái 2017-2018 các bạn ạ. Thì đây đằng này bên cạnh đây cũng là một số xe 2017-2018. Thế những xe này rất là chuẩn các bạn nhé, về pháp lý này, về chất lượng xe rồi đảm bảo không bị tai nạn này, xe bị có vấn đề liên quan đến tính pháp lý là mình là người chọn. Thì mình sẽ làm hợp đồng công chứng với để cho người mua các bạn nhé. Các bạn nên lưu ý nhé, nếu các bạn muốn mua dòng xe SH thì các bạn có thể truy cập vào website xe máy hoàng kiên .com nhé. Đây là khu vực SH 2017-2018, hiện tại là mỗi loại xe mình có khoảng 5-60 chiếc. Thế xa xa kia là những dòng SH nhập việc còn tất cả loại khác nhau ở ngoài đường là hơi bụi nên mình tất cả loại xe đều mình sẽ đi từ đây. Đây mình đây là khu vực bên cạnh mình, đây là những khách hàng đang giao dịch. Đây có là các khách hàng đến mua. Đây là khu vực văn phòng của mình, khu vực marketing. Đây là giới thiệu các bạn đây khu vực dòng xe pha lớn nhất tầm hiện tại là thị trường đang rất là cuồng hào, đang rất là thịnh. Nên tất cả là mình nhận tất cả những cái xe gì mà thị trường anh em thích mà hot hit nhất thị trường hiện nay là mình là người trực tiếp mua. Đây là Prin bản màu xanh rêu nhé, màu xanh rêu rất nhiều anh em thích. Đây là màu xanh tím này, đây xanh rêu này, màu trắng này. Đây là những chiếc xe mà anh em thị trường rất là cần và rất thích. Đây là xong mình lợi ích Prima. Những chiếc xe này là màu trắng rồi màu đen này, màu xanh tím này. Và những chiếc xe này là thực tế là mình là người trực tiếp chọn lựa. Nên các bạn rất nhiều khách hàng đã biết đến nhà mình, gọi đến mua cho mình rất là tự hào rằng rất nhiều khách hàng đến rất là khen ngợi là mình những xe mình bán cũng tương đối chất lượng đấy. Xa xa rằng sau khi là bản dòng xe bản GTS các bạn nhé, tôi là bản đây này, dòng xe RX nhưng mà bản đèn vuông, và lại bản đèn vuông màu xanh tím này, màu cam này, đấy rồi màu đỏ này, bản GTS. Dòng này dành anh em nó xe phải cao to hơn một chút, nó lát cửa chút. Đây dòng này là dòng rất là dòng dành cho nam tính đấy các bạn. Đây bên cạnh nhà mình đây là những dòng xe RX bản 3V nhé, bản 3V màu xanh này, màu xanh tím này, màu xanh của nó là màu xanh này, màu xanh coban. Đấy cũng tương đối là lạ mắt. Và đặc biệt là những dòng xe này nữ giới rất là thích. Đây dòng xe rất ma lợi này là rất là thích. Hiện tại là dòng mình khu vực này là mình đã chặt hết rồi, thì mình còn để bên nhà 40 và để tất cả kho để anh em đến đây là lựa chọn. Đấy các bạn có nhu cầu mua thì hãy vào xe máy hoàng kiên .com nhé. Mình cam kết với các bạn là tất cả những chiếc xe này là mình là người trực tiếp chọn lựa, đích thân mình chọn lựa, mình đôn đốc anh em là chọn lựa. Thế thì toàn bộ những xe phải luôn luôn nhắc nhở anh em là những xe nào mà tương đối với chất lượng, xe phải chất lượng và đảm bảo và pháp lý sẽ chuẩn mới mua. Đây bên cạnh đây là dòng Liberty ABS các bạn nhé. Liberty ABS màu xanh rêu các bạn đến trên thực tế rất là đẹp. Đấy Liberty màu xanh rêu này, màu xám này, màu trắng này, màu xanh tím các bạn này. Xa mình đây là những dòng xe Liberty 3VE rồi là bản có cả bản Liberty nhập. Hiện tại là mình tương đối phong phú. Hiện tại nhà mình có gần 1.000 chiếc xe cơ. Còn rất nhiều anh em còn đến đây còn chụp ảnh để lấy và đăng bán cơ. Thế nên thì rất là nhiều. Đây xa kia chắc là mình không sẽ đi ra vòng vòng lấy đâu. Đây những chiếc xe đây chẳng hạn như một chiếc xe LX mà bản LX bản đèn rồi, nó rất là trông rất là hoài hòa cổ, nhiều anh em rất là thích. Thì
Thì đây là mình đang hiện tại mình đang đứng ở địa chỉ số 52 phố Chùa Hà, cầu Giấy nhá. Các bạn có nhu cầu muốn mua xe thì hoặc xem xe thì hãy vào website xemayhoangkien.com. Thì các bạn vào các trang, tất cả mình bên mình update liên tục tất cả các sản phẩm mình update lên trên đó các bạn nhé. Hoặc các bạn có thể nhà các bạn có những chiếc xe nào mà chất lượng tốt, mà xe chính chủ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng mà ở khu vực Hà Nội hoặc ở khu vực khác, các bạn có thể mang đến tận nơi bán cho mình. Mình cam kết các bạn mình sẽ không ép giá các bạn đâu, bởi vì giá cả mình đã cập nhật liên tục rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này nhé. Các bạn thấy hay thì các bạn hãy cố gắng chia sẻ cho bên mình nhé và ủng hộ bên mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.